Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Dù chiến tranh đã đi qua gần 1/2 thế kỷ, nhưng vẫn còn đó những nỗi đau rất thật. Những nỗi đau làm sâu trong lòng đất mẹ. Những nỗi đau hằn lên da thịt và ký ức của mỗi con người ở lại. Mảnh đất trị thiên khói lửa một thời, nơi được xem là chiến địa tuyến đầu của cả hai bên, đã chứng kiến những trận đánh ác liệt nhất trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trị thiên 1972, những năm tháng ấy đã ghi dấu hàng ngàn lượt sinh viên lên đường nhập ngũ. Những thế hệ ưu tú nhất của đất nước tạm xếp bút nghiêng, gác lại giấc mơ nhỏ của mình để lên đường chiến đấu, thực hiện giấc mơ chung của cả dân tộc. Trong video ngày hôm nay, Battlecry sẽ gửi tới các bạn loạt series về chiến dịch Trị Thiên 1972, một chiến dịch có những chiến công oanh liệt nhất trong những chiến công oanh liệt, những câu chuyện bi tráng nhất trong những câu chuyện bi tráng, những trận đánh khốc liệt nhất trong những trận đánh khốc liệt. Trị Thiên 1972 xứng đáng là trận đánh kinh điển mà mỗi chúng ta không bao giờ được phép quên đi. Toan tính trước trận đánh. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, năm 1972, nhằm tạo áp lực lên bàn hội nghị hòa bình ở Paris, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quyết định mở chiến dịch Xuân Hè 1972 nhằm chiếm được những thắng lợi chiến lược quan trọng, qua đó tạo thêm thế thượng phong trên bàn đàm phán. Đây là cuộc tổng tấn công chiến lược bằng các chiến dịch tấn công quy mô lớn, hiệp đồng binh chủng, tiến công sâu vào hệ thống phòng ngự tại những hướng chiến lược quan trọng là Trị Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chiến dịch này được định thời gian cho trùng với giai đoạn đầu của chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ, với hy vọng rằng chiến sự leo thang sẽ gây ra áp lực mạnh mẽ tại Mỹ, đòi hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tấn công thẳng vào các hệ thống phòng thủ chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa nhằm làm mất uy tín chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và cầm chân tối đa lực lượng chủ lực của đối phương, phá vỡ chương trình bình định nông thôn của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, qua đó nâng cao vị thế trước khi diễn ra hội nghị Paris. Quân giải phóng mở chiến dịch Trị Thiên Huế trước chuyến thăm của Nixon tới Trung Quốc và mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên trước vài ngày chuyến thăm Liên Xô của Nixon vào tháng 4, cho thấy Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam cũng nhằm thể hiện quyết tâm không để các nước lớn quyết định vận mệnh của họ. Hoạt động của quân giải phóng đã khiến chuyến thăm Liên Xô của Nixon hoàn toàn thất bại trong việc kêu gọi Liên Xô gây sức ép với Việt Nam, do quân giải phóng đã đi trước một bước khiến các cường quốc lâm vào sự đã rồi. Để giành thắng lợi, Quân ủy Trung ương đã huy động thêm các đơn vị dự bị đang huấn luyện tại Bắc Giang và rất nhiều tân binh cho trận quyết chiến này. Nhiều người lính lên đường mùa hè năm 1972 là những thanh niên từ 30 trường đại học cao đẳng của Hà Nội, gần 10.000 bộ đội gồm sinh viên và cả các giảng viên trẻ. Nổi bật nhất phải kể đến sinh viên của các trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Bách khoa, Đại học Tổng hợp, Đại học Sư phạm, Đại học Thủy lợi, Đại học Xây dựng, v.v. Đợt nhập ngũ này ghi nhận có rất nhiều chiến sĩ viết đơn tình nguyện xin ra chiến trường. Hà Nội chứng kiến những buổi chuyển quân sôi sục với khí thế ngút trời. Những sinh viên ưu tú của đất nước hừng hực khí thế lên đường chiến đấu với một quyết tâm không gì cản nổi, bỏ lại đằng sau những giọt nước mắt trên tay của các nữ sinh đầy lưu luyến. Có thể nói, chưa bao giờ sĩ khí cả nước lên cao như thế này. Sau khi phân tích kỹ tình hình, Quân ủy Trung ương quyết định thay đổi hướng tiến công chiến lược từ Đông Nam Bộ chuyển thành Trị Thiên và dồn những lực lượng mạnh nhất cho chiến trường này, trong đó có hai sư đoàn khét tiếng tinh nhuệ của miền Bắc là Sư 304 và Sư 308, hay còn được biết đến với cái tên Đại đoàn Quân Tiên Phong. Giải thích cho điều này, nhiều phân tích cho rằng chiến trường Đông Nam Bộ với khả năng chi viện hạn chế do xa hậu phương sẽ khó đạt được chiến thắng lớn, hoặc nếu có giành được thắng lợi ở cấp chiến thuật thì cũng khó lòng làm lên những chuyển biến rõ rệt cho cục diện chiến trường. Chính vì vậy, Quân ủy Trung ương quyết định dồn toàn lực cho chiến trường Trị Thiên với mục tiêu số 1 là đánh bật được các lực lượng quân Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi Quảng Trị. Khi các sư đoàn chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã ở tư thế sẵn sàng tấn công, thì phía đối phương vẫn không hề đoán định được hướng chính của cuộc tấn công chiến lược năm 1972. Ngày 18 tháng 3 năm 1972, viên Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh vùng 1 chiến thuật, cùng với viên chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3, và viên đại tá Phan Bá Hòa, tỉnh trưởng Quảng Trị, sau khi dùng máy bay trực thăng kiểm tra khu vực đường 9 Bắc Quảng Trị, đã thống nhất nhận định rằng đối phương chưa thể mở chiến dịch lớn ở Quảng Trị. Phía Việt Nam Cộng Hòa, chiến trường Trị Thiên có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiến lược ở miền Trung và Tây Nguyên của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Từ đầu năm 1970 đến giữa năm 1971, mặc dù liên tục bị tập kích, binh lực hao hụt nặng, nhất là ở vùng đường 9 Bắc Quảng Trị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn không rút bỏ bất cứ một điểm nào trong hệ thống phòng thủ chiến lược trọng yếu Trị Thiên. Cuối năm 1971, mặc dù phán đoán hướng tiến công chiến lược chính năm 1972 của quân giải phóng không phải là Trị Thiên,
Thế nhưng, do tầm quan trọng trên địa bàn chiến lược này, nên Bộ Chỉ huy Vùng 1 Chiến thuật vẫn giáo diết tăng cường lực lượng, đẩy mạnh các cuộc thành quân thanh tả Việt Cộng trong địa phận đảm nhiệm, tung biệt kích, thám báo nhằm thăm dò, phát hiện lực lượng và sự chuẩn bị của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Lực lượng và kế hoạch tác chiến. Phía Việt Nam Cộng Hòa, cho đến giữa tháng 3 năm 1972, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở Trị Thiên gồm có 2 sư đoàn bộ binh là sư đoàn 1 và sư đoàn 3, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 3 thiết đoàn tăng thiết giáp, 17 tiểu đoàn pháo binh và rất nhiều các đơn vị bảo an, địa phương quân. Với lực lượng như vậy, Việt Nam Cộng Hòa tập trung bố phòng trên hai hướng Quảng Trị và Thừa Thiên. Đặc biệt là Quảng Trị, Việt Nam Cộng Hòa liên tục duy trì sư đoàn bộ binh số 3, 2 lữ đoàn 147 và 258, 2 thiết đoàn 11 và 20, chưa kể lực lượng bảo an và địa phương quân, tổng cộng là khoảng 50.000 quân chủ lực, 100.000 quân địa phương và quân bảo an. Xét về mật độ thì đây là nơi tập trung quân mạnh và dày đặc nhất trên toàn chiến trường. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa ở Quảng Trị được chia thành 3 tuyến. Tuyến ngoài cùng, tức tuyến giáp danh, bố trí liên hoàn, chặt chẽ, có không gian rất rộng, kéo dài từ Biển Đông tới gần biên giới Việt-Lào, có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, phá hoại sự chuẩn bị của quân giải phóng từ xa. Lực lượng bảo vệ tuyến này chủ yếu là không quân, pháo binh, biệt kích. Trong trường hợp khẩn cấp, một bộ phận quân chủ lực sẽ được điều động làm nhiệm vụ xâm lấn, càn quét. Tuyến giữa, tuyến phòng thủ quan trọng nhất, gồm hệ thống các điểm cao, các căn cứ mà từ lâu Mỹ và Thiệu đã từng tuyên bố và vững tin là bất khả xâm phạm. Nhiệm vụ của tuyến này là ngăn chặn các cuộc tiến công của quân giải phóng, bảo vệ các thị xã, thị trấn, các căn cứ, các đường giao thông quan trọng. Nơi đây tập trung các trung đoàn tinh nhuệ nhất của quân khu 1 Việt Nam Cộng Hòa. Tuyến trong cùng còn gọi là tuyến phòng ngự dự phòng, kéo dài từ đường số 1 ra Biển Đông, gồm có 4 thị xã Đông Hà, Cửa Việt, Ái Tử, Quảng Trị. Các đơn vị chủ lực ở tuyến này có nhiệm vụ vừa sẵn sàng đánh trả các cuộc tiến công lớn của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, vừa phối hợp chặt chẽ với bảo an, dân vệ, đánh phá các phong trào đấu tranh hoặc nổi dậy của dân chúng. Nhìn chung, chỗ mạnh của Việt Nam Cộng Hòa là ở khu vực đường 9 Bắc Quảng Trị, là hệ thống phòng ngự kiên cố, vững chắc, được xây dựng hoàn chỉnh. Đây là những cứ điểm lợi hại, có hệ thống hỏa lực mạnh, được tính toán phần tử bắn theo tọa độ lưới rất kỹ cho pháo binh, pháo hạm và cả không quân, kể cả máy bay chiến lược B-52. Do đó, hệ thống phòng ngự ở đây có thể khống chế được một vùng rộng lớn hai bên Nam và Bắc bờ sông Bến Hải. Nhưng, chỗ yếu cơ bản của hệ thống phòng ngự này là bên ngoài mạnh còn bên trong thì sơ hở. Hơn nữa, từ khi bộ binh Mỹ rút, tinh thần binh sĩ Sài Gòn hoang mang, quân dự bị, kể cả lập dự bị chiến lược, rất thiếu, mỏng và dàn trải khắp nơi. Tuy nhiên, quan trọng nhất phải kể đến sự yểm trợ từ hỏa lực của quân đội Mỹ. Tuy trận này bộ binh Mỹ không tham chiến, nhưng không quân và hạm đội 7 của Mỹ thì vẫn luôn sẵn sàng yểm trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Quân Mỹ kết hợp với pháo hạm và pháo trên bộ, dùng B-52 ném bom trải thảm, vừa để tập kích trận địa pháo của quân giải phóng, vừa dọn dẹp chiến trường, mở đường cho quân Việt Nam Cộng Hòa tấn công. Có những trận, cứ 30 phút một đợt B-52, tổng số bom ước tính gần 328.000 tấn, tính tổng độ tàn phá bằng 8 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima. Sau này, nhà văn Huy Thịnh, cựu chiến binh ở chiến trường Quảng Trị thuật lại, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn đạn, B-52 đánh kinh khủng lắm, đánh suốt ngày suốt đêm, có ngày đánh tới 80 trận, thần kinh anh em chúng tôi gần như tê liệt, ở Quảng Trị không chết mới là lạ. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quân ủy Trung ương quyết định tung vào trận chiến 2 sư đoàn bộ binh chủ lực là sư 304 và sư 308 cùng với sư đoàn 324 và một số đơn vị của sư đoàn 320. Hai đơn vị này đã từng tham chiến ở Khe Sanh năm 1968, rất am hiểu địa hình ở khu vực Quảng Trị. Chiến dịch này cũng ghi nhận sự góp mặt của các lực lượng và các chỉ huy mà sau này là nòng cốt của quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang. Lực lượng có thể nói là tinh nhuệ nhất và chiến đấu gian khổ nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là hai sư đoàn 324 và 304, các tướng như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu An, Hoàng Đan. Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định phân chia chiến trường Quảng Trị thành 4 cánh tác chiến và sử dụng lực lượng chiến đấu trên từng cánh như sau. Cánh Bắc, cánh chủ yếu của chiến dịch, sử dụng sư đoàn 308 cùng với các đơn vị cơ giới như pháo binh, tăng thiết giáp, tấn công các cứ điểm phòng ngự mạnh của địch, đặc biệt là các cao điểm ở tuyến đầu và tuyến 2 của Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đã tiêu diệt được toàn bộ các mục tiêu nói trên, các đơn vị nhanh chóng chuyển sang bao vây cụm cứ điểm Đông Hà, một trong 4 căn cứ vùng trong, kiên quyết không cho địch co cụm đối phó. Cánh Tây sử dụng sư đoàn 304 cùng với các đơn vị pháo cao xạ, tên lửa, pháo binh và tăng thiết giáp tiến công các cao điểm phía tây bắc Quảng Trị. Sau đó, sẵn sàng tiến công tiêu diệt Ái Tử,
một trong 4 căn cứ phòng trong của Việt Nam Cộng Hòa ở Quảng Trị. Cánh Nam do Sư đoàn 324 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với các đơn vị phối thuộc có nhiệm vụ tấn công phía đông dãy Thượng Nguyên, đoạn đường số 1 Nam thị xã Quảng Trị đến bắc sông Mỹ Chánh, thực hiện chia cắt chiến dịch bao vây phía nam khu căn cứ bên trong của Việt Nam Cộng Hòa. Cánh Đông, cánh thứ yếu của chiến dịch, kéo dài từ Hoàng Hà, Mai Xá, Cửa Việt lên phía bắc sông Hiếu. Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định sử dụng đoàn 126 đặc công hải quân, 2 tiểu đoàn đặc công bộ và một vài đơn vị địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ Dốc Miếu, Quán Ngang, tiến công quân cảng Cửa Việt, một cứ điểm cực kỳ quan trọng của Việt Nam Cộng Hòa. Còn nhớ trong trận Khe Sanh 4 năm trước, chính đoàn đặc công 126 đã làm nên kỳ tích khi đánh chìm tới mười mấy tàu chiến của Mỹ trên cảng Cửa Việt, còn được gọi là trận Bạch Đằng trên sông Hiếu. Các bạn có thể theo dõi video về trận chiến Khe Sanh, mình đang gắn link ở góc trên bên phải của video này nhé. Trận Tử Chiến Quảng Trị, giai đoạn 1, quân giải phóng tiến công. Bão Táp 1. Những bước chuẩn bị đã xong, các cánh quân giải phóng bí mật áp sát trận địa, sẵn sàng đợi lệnh tiến công. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, lực lượng quân báo mặt trận báo về, Việt Nam Cộng Hòa đang cho các đơn vị thay quân ở các điểm cao tuyến phòng ngự giáp danh. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên đã cấp tốc xin đẩy giờ tác chiến từ 16 giờ hôm đó lên 11 giờ 30 và được Quân ủy Trung ương chấp thuận. Với tính chất quan trọng của trận đánh, trước giờ nổ súng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi bức điện động viên toàn quân, nội dung như sau: trước nhiệm vụ lịch sử trọng đại đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Trung ương Đảng kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp chỉ huy, toàn thể đảng viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ hãy ra sức thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, có quyết tâm cao nhất, đem hết sức mình, kiên quyết chiến đấu, cống hiến lớn nhất cho Tổ quốc. 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1972, Tư lệnh Mặt trận Lê Trọng Tấn bằng một giọng nói cương nghị của một viên tướng trận mạc hạ lệnh qua điện đàm cho các đơn vị cực kỳ ngắn gọn: Bão Táp 1. Mở màn chiến dịch, 5 cụm pháo binh gồm với các phần tử xạ kích được tính toán rất kỹ, tới tấp nã đạn vào các mục tiêu ở cả 3 tuyến phòng ngự của Việt Nam Cộng Hòa. Tổng cộng 247 khẩu pháo, súng cối các loại của bộ đội pháo binh đồng loạt bắn vào 19 căn cứ trên tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch. Đây có thể coi là trận pháo kích dữ dội chưa từng có của quân giải phóng từ đầu cuộc chiến tới giờ và gây nên sự kinh hoàng cho các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa chốt giữ ở đây. Sau cuộc bắn phá của pháo binh kéo dài 36 tiếng đồng hồ với gần 8.000 viên đạn các loại, các lực lượng binh chủng hợp thành gồm bộ binh, xe tăng xuất phát tiến công. Hỏa lực chế áp của pháo binh tạo điều kiện cho bộ binh và xe tăng quân giải phóng nhanh chóng xông lên áp sát mục tiêu. Cánh Bắc, trung đoàn 27 và trung đoàn 48 đồng loạt tiến công đánh chiếm hai điểm cao là Đồi Tròn và điểm cao 544. Súng cối, DKZ, súng máy hạng nặng 12 ly 7 bắn phá mãnh liệt. Bộ đội nhanh chóng phá dây thép gai và tràn lên làm chủ cao điểm chỉ sau hơn 20 phút chiến đấu, tiêu diệt 2 tiểu đoàn, 1 đại đội Việt Nam Cộng Hòa, đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn khác. Như vậy, 2 điểm cao cực kỳ quan trọng ở hướng tiến công chính đã lọt vào tay quân giải phóng. Ở một số căn cứ khác như Cồn Tiên, quân Việt Nam Cộng Hòa cũng bỏ căn cứ tháo chạy, mở đầu cho cuộc thoái lui tuyến phòng ngự vòng ngoài của Việt Nam Cộng Hòa. Cánh Tây, cánh trọng yếu của chiến dịch do Sư đoàn 304 đảm nhiệm. 4 năm kể từ khi tham gia trận ác chiến tại Khe Sanh, Sư 304 đã quay lại đầy chiến đấu. 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 3, pháo binh tới tấp dội đạn xuống hàng loạt các căn cứ rải dọc hai bên đường 9 dọc hàng rào điện tử McNamara. Tại khu vực điểm cao 252, trước thời cơ quân Việt Nam Cộng Hòa hoảng loạn do bị hỏa lực pháo binh chế áp, tiểu đoàn 2 dâng cao đội hình công kích điểm cao này. Sau một ngày chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 2 cùng với bộ phận tăng cường đã làm chủ cao điểm 252, diệt và bắt sống 150 lính. Trưa ngày 31 tháng 3, tiểu đoàn 2 cùng với lực lượng phối thuộc tiếp tục tấn công cứ điểm Đầu Màu. Sau 2 giờ chiến đấu đã làm chủ cứ điểm, diệt gọn một tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cùng thời gian, trung đoàn 24, sư đoàn 304 ở cánh Tây Bắc cũng siết chặt vòng vây, công kích mãnh liệt ở Tân Lâm và căn cứ ở điểm cao 241. Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, ngày 2 tháng 4, trung tá Phạm Văn Đính, trung đoàn trưởng, trung tá Vĩnh Phong, trung đoàn phó cùng với 2.000 quân trong căn cứ đã ra hàng quân giải phóng. Cánh Đông, đoàn đặc công hải quân 126 táo bạo tiến công duyên đoàn 11 quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở cảng Cửa Việt, sau đó triển khai đội hình khóa chặt quân cảng này. Căn cứ Dốc Miếu nằm bên trục đường số 1 cũng bị pháo binh quân giải phóng bắn phá thiệt hại nặng nề và bị vây hãm từ 3 phía. Sáng ngày 1 tháng 4, tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh phối hợp chặt chẽ với bộ đội đặc công và dân quân du kích địa phương tiến công tiêu diệt các lực lượng bảo an, dân vệ ở thôn ấp
tiểu khu, giải phóng quận lỵ Gio Linh, khu tập trung Bến Ngự, Mai Xá Thị, Hà Thượng, Xuân Khánh, v.v. Cánh Nam do Sư đoàn 324 đảm nhiệm. Gần 11 giờ trưa ngày 30 tháng 3, có 2 máy bay trực thăng tiếp tế cho lực lượng đang chốt giữ ở điểm cao 365. Khi máy bay trực thăng Việt Nam Cộng Hòa vừa đáp xuống hai bãi đỗ, thì lệnh tiến công trên toàn tuyến phát ra. Ngay từ loạt đạn đầu, hai chiếc trực thăng và một số mục tiêu đã bị trúng đạn, bốc cháy. Đến 1 giờ chiều, hầu hết hỏa điểm lộ trong căn cứ 365 bị phá. Trung đoàn 1 lần lượt xung phong tiêu diệt những ổ kháng cự. 19 giờ thì làm chủ trận địa. Mất điểm cao 365, quân Việt Nam Cộng Hòa ở điểm cao 367 rút chạy về căn cứ Phượng Hoàng. 12 giờ 45 phút ngày 2 tháng 4, toàn bộ khu vực phòng thủ cánh Tây Bắc của Việt Nam Cộng Hòa bị phá vỡ. Đến ngày 4 tháng 4, tuyến phòng thủ vững chắc vòng ngoài được gọi là lá chắn thép bị phá vỡ, buộc Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ toàn bộ tuyến phòng thủ đường 9 Bắc Quảng Trị và 4 căn cứ trung đoàn, 7 căn cứ tiểu đoàn. Ba huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh với hơn 10 vạn dân đã thuộc về quân giải phóng. Trưa ngày 4 tháng 4, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gọi điện tới Sở Chỉ huy chiến dịch biểu dương quân dân Quảng Trị đánh thắng trận đầu. Kết thúc đợt 1 của chiến dịch với tên gọi Bão Tát 1, các đơn vị của quân giải phóng đã nhanh chóng đánh chiếm được hàng loạt các điểm cao ngoại vi Quảng Trị, chọc thủng tuyến phòng thủ giáp danh của Việt Nam Cộng Hòa một cách khá dễ dàng. Chiến công đầu gọi tên các lực lượng dưới trướng tướng Lê Trọng Tấn. Hãy cùng theo dõi Battle Cry để không bỏ lỡ các diễn biến hấp dẫn trong các phần tiếp theo của series về chiến dịch Quảng Trị này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Ở phần 1 của video về chiến dịch Trị Thiên 1972, chúng ta đã phần nào hiểu được tầm quan trọng và sự khốc liệt của chiến dịch này. Trong thời gian đầu, chiến dịch Bão Tát 1 của quân giải phóng đã chọc thủng được tuyến phòng ngự bên ngoài của Việt Nam Cộng Hòa. Trên đà tiến công, tướng Lê Trọng Tấn thúc quân thừa thắng xông lên, phá vỡ các tuyến phòng ngự bên trong của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hãy cùng xem diễn biến tiếp theo của trận chiến kinh điển này nhé! Trận tử chiến Quảng Trị, Bão Táp 2. Bị mất tuyến phòng thủ bên ngoài, quân Việt Nam Cộng Hòa vội vã tăng cường lực lượng để đối phó. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ Sài Gòn bay ra Huế thị sát và vội vã mở cuộc họp với các tư lệnh quân khu, sư đoàn, lữ đoàn để bàn cách cố thủ. Ngày 4 tháng 4, Mỹ cho không vận lữ đoàn 369 thủy quân đồng chiến từ Sài Gòn ra Mỹ Chánh. Ngày 5 tháng 4, điều tiếp 3 liên đoàn biệt động quân số 4, 5, 6 từ quân khu 2, quân khu 4 Việt Nam Cộng Hòa ra tăng cường cho Đông Hà, Quảng Trị. Như vậy, chỉ trong 2 ngày, bằng sự nỗ lực cao nhất, quân đội Sài Gòn đã điều thêm 9 tiểu đoàn tới chiến trường nóng bỏng Quảng Trị. 15 giờ ngày 8 tháng 4, pháo binh quân giải phóng miền Nam Việt Nam thực hiện kế hoạch Bão Táp 2, giáng xuống các sở chỉ huy, trận địa pháo, kho tàng, vị trí tập kết ở Đông Hà, Ái Tử, tổng cộng là 2.713 viên đạn pháo cỡ lớn. 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4, trên hướng Đông Hà, sư đoàn 308 tung 2 trung đoàn là 36 và 102, được thêm 2 đại đội xe tăng yểm trợ, đột phá mãnh liệt trên một cánh cung dài 8 km ở hướng Tây Bắc Đông Hà. Sau 2 giờ chiến đấu, đã chiếm được một số mỏm đồi phía Bắc và phía Tây, tiêu diệt được một loạt các tổ chốt hỗn hợp bộ binh và xe tăng. Thế nhưng sau đó, quân đội Sài Gòn phản kích quyết liệt. Trung đoàn 36 phải điều phân đội xe tăng dự bị từ phía sau lên để tổ chức đột phá, nhưng đã bị xe tăng đối phương bí mật mai phục trong công sự, bắn hỏng mất 6 xe tăng. Cùng lúc đó ở hướng Tây, sư 304 cũng gặp không ít khó khăn. Tại Tây Ái Tử, 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4, trung đoàn 24 đợt xe tăng yểm trợ đánh chiếm căn cứ Phượng Hoàng. Chiều hôm đó, Việt Nam Cộng Hòa phản kích chiếm lại căn cứ. Theo các cựu chiến binh kể lại, thì phía quân đội Sài Gòn cũng có nhiều lực lượng chiến đấu dũng cảm, đặc biệt là lực lượng thủy quân lục chiến. Các đơn vị này có sức chiến đấu tốt, theo lời mô tả là có thể đánh chết bỏ. Thường khi xung trận, họ được trang bị tới 20 quả lựu đạn mỏ vịt. Khi đánh xong 20 quả lựu đạn mỏ vịt thì mới dùng tới súng trường M16 hoặc AR-15, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho quân giải phóng. Qua 2 ngày chiến đấu trên toàn tuyến phòng thủ Đông Hà, Ái Tử, Quảng Trị, các đơn vị quân giải phóng không những không làm chủ được các mục tiêu được giao, ngược lại còn bị tổn thất về sinh lực và phương tiện chiến đấu. Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm, đặc biệt là khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội và không nắm chắc địch. Tướng Lê Trọng Tấn chỉ đạo, đối với các cụm Đông Hà, Ái Tử, không dùng lối đánh ồ ạt chớp nhoáng mà phải đánh làm nhiều đòn liên tục, làm dạn vỡ từng đoạn, tiến tới đập tan bằng một đòn quyết định. Thực hiện chủ trương của Tư lệnh Chiến dịch, từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 4,
quân giải phóng miền Nam Việt Nam một mặt vừa chuẩn bị cơ sở vật chất cho một đợt chiến đấu lớn, mặt khác tổ chức các trận đánh nhỏ và vừa nhằm tiêu hao lực lượng của địch, vừa củng cố vị trí đứng chân. Cục diện bắt đầu có sự thay đổi. Trên hướng Đông Hà, sư đoàn 308 chỉ thị cho trung đoàn 36 chốt giữ chắc các khu vực Tây Trì, tổ chức các trận đánh tập kích tiêu hao lực lượng bộ binh và xe tăng của địch. Đơn vị này sau đó đã lập một chiến công xuất sắc là tiêu diệt gọn một tiểu đoàn quân Sài Gòn ở điểm K30 và 28. Còn trung đoàn 102 thì khẩn trương xây dựng lực lượng mạnh để đột phá các mục tiêu chủ yếu. Trước mắt là tổ chức các trận đánh lẻ, bóc vỏ các cao điểm 25, 30, 36, tạo lập một bàn đạp chuẩn bị đột phá phía Nam Đông Hà. Trung đoàn 48 thì tích cực hoạt động ở vùng Tây và Nam Tân Vĩnh. Trung đoàn 58 pháo binh thì đưa tiểu đoàn số 10 lựu pháo 122 ly vào động Quai Vạc để sẵn sàng vươn tầm bắn thẳng tới thị xã Quảng Trị. Trên hướng Ái Tử, trung đoàn 9 sư đoàn 304 đánh một số trận vào An Đông, Nhan Biều, sau đó áp sát cầu Quảng Trị. Ngày 10 tháng 4 năm 1972, tại cầu Quảng Trị diễn ra một trận chiến ác liệt của trung đội 2 thuộc đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9 do trung đội trưởng Makoka chỉ huy. Sau khi cùng với đại đội đánh sập cầu Quảng Trị, trung đội 2 đã bám trụ tại đây, đơn độc với 3 tiểu đoàn gồm có cả xe tăng, máy bay và pháo binh yểm trợ. Chỉ với 20 tay súng, trong suốt một ngày chiến đấu, chiến sĩ trung đội 2 đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Có tới 19 chiến sĩ hy sinh sau khi đã hạ được khoảng 100 lính và diệt một xe quân sự. Trung đội 2 được trao tặng danh hiệu trung đội 1 tháng 100. Quân đội Sài Gòn cũng đã thay đổi chiến thuật phòng ngự, kết hợp giữa xe tăng và bộ binh tạo thành từng cụm phòng ngự di động gọi là xe tăng 7 hay vỏ thép cứng di động và luôn luôn thay đổi vị trí để tránh bị tập kích tiêu diệt gọn. Để đánh bại chiến thuật và phá vỡ hệ thống phòng ngự này, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định tạm ngừng tiến công, mở một đợt đệm để phát động phong trào săn xe tăng địch, tổ chức các trận đánh nhỏ, vừa tiêu hao lực lượng của địch, vừa khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc tiến công quyết định. Đặc biệt, trong đợt hoạt động này, lần đầu tiên quân giải phóng miền Nam Việt Nam đưa vào sử dụng tên lửa chống tăng AT-3 Sager, Việt Nam còn gọi là B-72, gồm có 23 bảng bắn, 50 bệ và 500 viên đạn, cùng với hỏa lực của B-40, B-41, DKZ, sơn pháo 85 ly để tập trung diệt xe tăng. Trong trận đánh ngày 23 tháng 4, các khẩu đội B-72 Lục Vĩnh Tưởng và Lê Văn Trung với 32 viên đạn cùng với sự hỗ trợ đắc lực của phân đội bộ binh đã bắn cháy 14 xe tăng, xe thiết giáp, trong đó có 5 chiếc tăng hạng nặng M48 Patton và 3 chiếc M113. Một giai thoại từ các cựu chiến binh chiến trường kể lại rằng khẩu súng phóng lựu M79 của phía Việt Nam Cộng Hòa là một trong những vũ khí có tính sát thương cực kỳ lớn. Khi quân Việt Nam Cộng Hòa thay đổi chiến thuật tác chiến, họ đã đưa vũ khí này vào sử dụng và gây nên khá nhiều thương vong cho quân giải phóng. Các đơn vị quân giải phóng quyết tâm phải đánh và chiếm bằng được khẩu súng này làm chiến lợi phẩm để nghiên cứu cách thức hoạt động của khẩu súng này. Sau này, trong nhiều trận giao chiến, hai bên thường chốt với nhau rằng nếu như bên kia chịu bỏ khẩu M79 đi thì bên này sẽ không dùng B41, bởi đây là hai loại vũ khí đối trọng của nhau và đặc biệt hiệu quả của cả hai bên. Trận tử chiến Quảng Trị, bão táp 3. Như vậy, sau giai đoạn cầm cự, tinh thần chiến đấu của quân giải phóng đã được sốc lại và sẵn sàng cho một đợt tấn công tiếp theo vào các cứ điểm ở khu trung tâm. 5 giờ sáng ngày 27 tháng 4, quân giải phóng mở đợt tấn công quyết định vào chiến trường. Mục tiêu là tiêu diệt tập đoàn phòng ngự mạnh của Việt Nam Cộng Hòa ở Đông Hà, Ái Tử, La Vang, Quảng Trị, hỗ trợ cho nhân dân ở Triệu Phong, Hải Lăng nổi dậy, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị, sau đó nắm thời cơ phát triển tấn công địch ở Thừa Thiên. Ngày 28 tháng 4 năm 1972, cuộc tấn công quy mô lớn tiếp tục diễn ra. Mở màn, pháo binh chiến dịch chút đạn xuống trận địa. 4 cụm mục tiêu Đông Hà, Ái Tử, La Vang, thị xã Quảng Trị chìm trong khói lửa. Nửa giờ sau, các sư đoàn bộ binh, các trung đoàn độc lập có xe tăng yểm trợ đồng loạt tiến công. Hướng sư đoàn 304, trung đoàn 24 tiến công thẳng vào Ái Tử thì bị cụm hỗn hợp xe tăng và bộ binh chốt vòng ngoài ngăn chặn. Chỉ huy trung đoàn cho một phân đội nghi binh vòng qua trái nổ súng để thu hút địch. Quân Việt Nam Cộng Hòa cho 10 xe tăng và xe thiết giáp cùng với nhiều bộ binh dàn hàng ngang xông thẳng vào phân đội nghi binh. Ngay lập tức, hai tiểu đội tên lửa chống tăng B-72 được lệnh phát hỏa. Những vệt lửa phóng ra xé toang đội hình xe tăng Việt Nam Cộng Hòa. 6 chiếc M48 Patton bốc cháy, những chiếc còn lại vội vã quay đầu rút lui. 10 giờ, pháo binh chiến dịch bắt đầu bắn phá mãnh liệt khu vực cầu Lai Phước. Pháo vừa dứt thì bộ binh và xe thiết giáp của trung đoàn 102 ồ ạt phát triển qua đường sắt, chiếm khu vực ven sông, khống chế hai đầu cầu, bắn cháy một lúc 3 xe tăng. Tổ bộc phá công binh cảm tử bao gồm có Bùi Minh Quyết,
Hoàng Xuân Lạng và Phạm Công Dũng thay nhau lao lên mặt cầu liên kết và cho nổ cú bục phá 120kg, phá sập cầu Lai Phước. Cầu Lai Phước bị cắt đứt, báo hiệu giờ cáo chung của căn cứ Đông Hà. Trước 30 tháng 4, quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm thị xã Đông Hà. Ngày 30 tháng 4 thì chiếm thị xã Quảng Trị, thu được rất nhiều xe tăng, pháo, đạn dược và sử dụng ngay vào cuộc chiến. Ngày 1 tháng 5, các cụm cứ điểm ở Bắc sông Thạch Hãn bị thất thủ. Quân Việt Nam Cộng Hòa ở thị xã Quảng Trị hoang mang cực độ, bắt đầu rút lui. Thế nhưng, đã bị sư đoàn 324 trận đánh quyết liệt ở cầu Nhùng, cầu Bến Đà, cầu Đài. Hơn 100 xe tăng và xe thiết giáp tập trung ở La Vang Thượng. Quân giải phóng điều sư đoàn 324 cắt đường số 1, pháo binh chiến dịch tập trung hỏa lực bắn thẳng vào La Vang Thượng. Không thực hiện được ý định rút lui có tổ chức, gần 20.000 quân Sài Gòn phải vứt bỏ lại toàn bộ xe pháo, tan rã không còn hàng ngũ. Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui về bên kia sông Mỹ Chánh. Trung đoàn xe tăng số 20 gồm 57 xe tăng M48 Penton, loại hiện đại nhất của Mỹ thời bấy giờ, bị mất toàn bộ số xe. Đến ngày 2 tháng 5 năm 1972, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng. Các cố vấn Mỹ lên máy bay chạy về Sài Gòn. Viên chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh mặt trận Quảng Trị, cũng dùng trực thăng bay về Đà Nẵng. Trước thất bại nặng ở Trị Thiên, đặc biệt là ở Quảng Trị, Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh bị cách chức và bị tòa án binh kết án 6 năm tù. Nguyễn Văn Thiệu cũng cách chức Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1 và đưa viên tướng Ngô Quang Trưởng đang là tư lệnh quân khu 4 ra thay. Đồng thời, điều thêm 5 lữ đoàn và trung đoàn từ Sài Gòn và Đà Nẵng ra Huế để lập phòng tuyến phòng thủ mới kéo dài từ Nam sông Mỹ Chánh đến Tây đường 12, hòng ngăn chặn các cuộc tiến công vào Huế. Qua đó, tạo lập các bàn đạp phản kích, lấn chiếm lại các vùng vừa rơi vào tay quân giải phóng. Tổng kết đợt 1. Nhìn chung, cuộc tấn công của quân giải phóng đã đạt được thành công lớn. Toàn bộ tuyến phòng thủ phía Bắc Quảng Trị do Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa dày công xây dựng đã bị chọc thủng. Cùng với đó là tổn thất nặng nề về quân số và trang bị. Các đơn vị pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa bị mất khoảng 140 đại bác các loại. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng tiến công, quân giải phóng đã tuyên bố tiêu diệt và làm bị thương khoảng 27.000 lính, bắt sống khoảng 3.400 lính, phá hủy hoặc thu giữ 636 xe tăng, xe thiết giáp, phá hủy 340 máy bay và rất nhiều phương tiện chiến tranh khác. Quân ủy Trung ương nhận định, chiến dịch tiến công Trị Thiên hè 1972 đạt hiệu quả lớn. Trên chiến trường miền Nam, lần đầu tiên ta tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực và phương tiện chiến tranh, tiêu diệt nhiều trung đoàn, đánh quỵ một sư đoàn ngụy. Lần đầu tiên ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh là tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, về phía quân giải phóng, sau các cuộc tiến công cũng bị thiệt hại rất nhiều, bổ sung không kịp vì quân Mỹ oanh tạc các tuyến vận chuyển kể cả ở miền Bắc, đánh vào các căn cứ tập kết quân, kho hàng, đường giao thông nên quân giải phóng đã thiếu hậu cần bổ sung, đặc biệt là đạn pháo và nhiên liệu cho xe tăng. Các đơn vị tập kết ở phía Tây Huế, thậm chí để chuẩn bị tấn công thì còn thiếu cả đường để đưa xe pháo vào vị trí tập kết. Cầu Quảng Trị bắc qua sông Mỹ Chánh thì bị quân Việt Nam Cộng Hòa cho đạn thuốc nổ phá hủy, khiến xe tăng không thể di chuyển được. Nhân lúc quân giải phóng miền Nam Việt Nam chưa đủ sức tấn công tiếp, quân Việt Nam Cộng Hòa với phương tiện vận chuyển và tiếp tế hậu cần dồi dào do Hoa Kỳ cung cấp đã đưa được 2 sư đoàn dù và thủy quân lục chiến. Mỗi sư đoàn có trên 15.000 quân ra vùng 1 cùng với sư đoàn 3 vừa tái tổ chức, đưa thêm lực lượng ở Thừa Thiên từ 2 sư đoàn tăng lên 4 sư đoàn. Các đơn vị tăng thiết giáp cũng được Hoa Kỳ tái bổ sung số xe đã mất với sự hỗ trợ của không quân và hải pháo Mỹ tổ chức phản kích lại. Sư đoàn chuẩn bị chiến lược thủy quân lục chiến được điều ra thành lập một phòng tuyến. Vì thế, bộ binh và xe tăng của quân giải phóng không thể vượt qua được. Hàng trăm đại bác được Mỹ chở thẳng sang và xe tăng thì được chở từ căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản để chuẩn bị cho một chiến dịch tiếp theo. Kết thúc phần 2 của video cho loạt series về trận tử chiến Quảng Trị. Mặc dù đã đi được 1/2 quãng đường, thế nhưng những chiến sự không điển nhất vẫn còn ở phía trước. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi kênh Battle Cry Người Kể Sự nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong 2 phần trước, bằng những đòn đánh mạnh mẽ nhất, quân giải phóng đã chọc thủng được 3 phòng tuyến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau 1 tháng tiến công và đẩy lùi được các lực lượng của họ về phía Bắc Huế, làm chủ hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Trước những tổn thất to lớn về lực lượng, đặc biệt là việc để mất Quảng Trị, trong bối cảnh hội đàm Paris sắp nhóm họp trở lại, phía Việt Nam Cộng Hòa đã gấp rút tổ chức lực lượng nhằm tái chiếm lại Quảng Trị để tạo thêm thế mạnh trên bàn đàm phán. Và nơi đây đã ghi dấu một trong những trận đánh đẫm máu nhất và khốc liệt nhất trong cả cuộc chiến tranh Việt Nam, nơi mà những người lính đã chiến đấu với những sự kiên cường mà không ngòi bút nào có thể miêu tả nổi.
và đó là nội dung của video ngày hôm nay. 81 ngày đêm khói lửa bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Giai đoạn 2, quân đội Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản công. Để cứu nguy cho chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngay từ đầu giai đoạn 1, khi quân giải phóng bắt đầu chiến dịch Bão Táp 1, thì ngày 2 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Nixon đã quyết định sử dụng một lực lượng lớn không quân và hải quân Mỹ trở lại đánh phá dữ dội miền Bắc. Trên chiến trường miền Nam, thì không quân và hải quân của Mỹ cũng được huy động tối đa đánh vào đội hình chiến lược của quân giải phóng. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 1972, không quân Hoa Kỳ bắt đầu ném bom giải thảm Quảng Trị. Pháo hạm từ hạm đội 7 ngoài Biển Đông nã đạn vào cùng hàng chục các phi vụ oanh kích mỗi ngày từ không quân của Hoa Kỳ nhằm áp chế hỏa lực quân giải phóng và dọn đường cho quân đội Sài Gòn tiến công. Mục tiêu của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa là phải giành được chiến thắng trước ngày 13 tháng 7, là thời điểm mà hội nghị Paris nhóm họp trở lại. Bản thân Nguyễn Văn Thiệu cũng hiểu rằng chiến dịch này là lá bài sinh tử với ông ta, bởi nếu thất bại thì phía Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ chấp thuận các điều khoản mà phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đề ra. Và điều đó thì đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Và hành động đầu tiên của Thiệu đó là cách chức Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân khu 1 và đưa Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 4 ra thay. Cùng với đó là 5 lữ đoàn từ Sài Gòn ra Huế chi viện cho chiến trường. Mục tiêu đầu tiên của họ là thị xã và khu vực thành cổ Quảng Trị. Có một câu chuyện được lan truyền trên mạng hiện nay với nội dung rằng tướng Lê Trọng Tấn là một vị tướng không giỏi phòng thủ nên đã thua trận trước tướng Ngô Quang Trưởng, phải đổ bệnh và về Hà Nội chữa trị, phải thay bằng tướng Trần Quý Hai. Thế nhưng đây thì lại là một thông tin hoàn toàn sai lệch, bởi rằng ngày 28 tháng 6, Ngô Quang Trưởng chính thức khởi binh chiến dịch Lam Sơn 72 phản công Quảng Trị, thì trước đó 2 ngày, ngày 26 tháng 6, tướng Tấn đã trở về Hà Nội và tướng Trần Quý Hai thay thế. Vì vậy, tướng Tấn và tướng trưởng chưa hề giao chiến ở Quảng Trị, nên làm gì có chuyện tướng Tấn thua tướng trưởng. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, tướng Ngô Quang Trưởng phát lệnh khởi binh chiến dịch Lam Sơn 72 trên hai gọng kìm là sư đoàn Dù tấn công từ Tây Nam quốc lộ 1 về La Vang, còn sư đoàn Thủy quân lục chiến tiến quân bên phải hướng Bắc quốc lộ 1. Bên cạnh đó là 3 sư đoàn dự bị chiến lược số 1, 2, 3 lần lượt đóng quân ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẵn sàng chi viện khi cần. Trận thành cổ Quảng Trị, 81 ngày đêm khói lửa. Thời hạn của người Mỹ. Chiều ngày 28 tháng 6, các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến hành vượt sông Mỹ Chánh và cô lập các đơn vị của hai sư đoàn 304 và 308 quân giải phóng hiện đang đóng ở bờ nam sông Mỹ Chánh. Ở hướng đông, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đánh huyện Hải Lăng, phối hợp với một lữ đoàn thủy quân lục chiến khác tấn công các cứ điểm của quân giải phóng ở hướng đông thị xã Quảng Trị. Ngay lập tức, chiến sự nổ ra ác liệt giữa hai bên. Xác định thị xã và thành cổ Quảng Trị là khu vực mang tính biểu tượng nên phía quân giải phóng cũng tìm mọi cách để giữ chặt. Các lực lượng quân giải phóng mặc dù bị vây chặt xung quanh nhưng vẫn kiên cường chiến đấu cực kỳ ác liệt. Dù áp đảo về số lượng nhưng quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa thể chiếm được thị xã. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7, sau khi nhổ từng chốt chặn của quân giải phóng, lữ đoàn Dù và liên đoàn 1 biệt động quân đã có mặt ở ngoại vi thị xã Quảng Trị nhưng không lọt vào được. Ngay lập tức, quân giải phóng tung sư đoàn 325 và 312 vào trận địa, chi viện cho các đơn vị đang bị vây bên trong thị xã. Ngày 7 tháng 7, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 48 quân giải phóng với sự hỗ trợ của 3 xe tăng và pháo binh đã bất ngờ xuất kích phản công đối phương ở phía đông La Vang Hữu. Quân Việt Nam Cộng Hòa thấy xe tăng bất ngờ xuất hiện nên đội hình rối loạn và bị thương vong tới vài trăm lính. Sau đó thì bị đánh bật ra khỏi khu vực La Vang Hữu. Tới lúc này, thời hạn chiếm lại thành cổ Quảng Trị mà Mỹ hoạch định đã sắp hết, nhưng đà tiến công thì vẫn bị chặn đứng. Quân Mỹ liền tăng cường hỏa lực tới mức cao nhất có thể, nâng tổng số đạn pháo đánh phá thị xã từ 8.000 viên một ngày lên tới 15.000 viên. Cao điểm có ngày lên tới 30.000 viên trên một ngày. Sử dụng tới 60 lần oanh kích từ không quân mỗi ngày, tập trung ném bom dọc bờ bắc sông Thạch Hãn và hậu phương để ngăn chặn quân giải phóng chi viện cho bên trong thị xã. Không thể dùng tàu bè vượt sông sang chi viện cho các đơn vị bên trong thị xã, các lực lượng ở bờ bắc thậm chí đã phải dùng ni lông để bơi qua sông sang bờ bên kia, bởi nếu không sang chi viện thì chắc chắn các đơn vị bên trong thị xã sẽ không trụ nổi. Và khi bơi sang sông, rất nhiều chiến sĩ đã dính phải đạn pháo từ không quân và pháo binh của đối phương. Toàn bộ tỉnh Quảng Trị lúc đó đều nằm trong tầm ngắm của hỏa lực Hoa Kỳ. Tất cả các cứ điểm quan trọng, pháo hạm từ hạm đội 7 và không quân Hoa Kỳ đều có tọa độ chính xác. Đặc biệt, phải kể đến con đường 1,
bất cứ một vật thể di động nào di chuyển trên con đường 1 đều có thể bị ăn đạn từ pháo hạm của Hoa Kỳ, cũng như nhận phải hỏa lực mãnh liệt từ các trận địa pháo 175 ly của phía Việt Nam Cộng Hòa. Các xe chở đạn pháo, nhu yếu phẩm không thể vào trận địa được, công tác tiếp tế hậu cần gặp rất nhiều khó khăn, và các đơn vị bên trong thành cổ thì lại càng gian khổ hơn. Trận này, phía quân giải phóng không có pháo phòng không, nên không quân Hoa Kỳ hoàn toàn làm chủ bầu trời. Họ thoải mái anh tạc các trận địa pháo của quân giải phóng, khiến bộ đội pháo binh liên tục phải di chuyển trận địa, cũng như không thể tiếp tế được đạn kịp thời. Chính vì vậy, pháo binh của phía Việt Nam Cộng Hòa nhờ đó lại chiếm ưu thế. Sau giai đoạn 1, pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa được tăng viện dồi dào, được phép bắn không giới hạn. Tại nhiều địa điểm như cầu La Phước và đặc biệt là khu vực làng Xuân An, nơi có những trận địa trinh sát pháo của quân giải phóng, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa đánh những trận vô cùng dữ dội. Họ được lệnh chỉ cần phát hiện mắt pháo, tức là các đơn vị trinh sát pháo thì phải bắn hết mức có thể, bắn đến khi nào diệt được thì thôi. Kinh khủng nhất là trận pháo kích làng Xuân An. Pháo binh Việt Nam Cộng Hòa nã pháo liên tục trong vòng 4 giờ đồng hồ, một khu vực rộng có 2 km². Đầu tiên là những đợt pháo chơm nổ từng tràng trên cao rồi chụp xuống để lùa bộ đội vào trong hầm. Sau đó là những trận pháo nổ dữ dội chưa từng có, san phẳng cả ngôi làng thành bình địa. Xen kẽ những trận pháo nổ là cả những quả pháo khoan. Loại pháo này khi gặp mặt đất thì chưa nổ ngay, mà nó sẽ khoan sâu vào trong lòng đất. Khi chạm tới một khoảng không thì mới phát nổ, chuyên dùng để diệt các hầm trú ẩn hoặc đài trinh sát pháo. Trận pháo kích kéo dài tới 4 giờ đồng hồ, tưởng chừng như không một sinh vật nào có thể tồn tại được. Thế nhưng, hỏa lực mạnh mẽ của người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn không tài nào đánh lui được các đơn vị quân giải phóng. Họ hiểu rằng các đơn vị chiến đấu trong thành cổ là những lực lượng tinh nhuệ nhất và ngoan cường nhất mà phía Bắc Việt có. Ngày 13 tháng 7, hội đàm Paris chính thức trở lại. Phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa biết rằng họ phải làm một điều gì đó. Và họ chọn cách cắm cờ, cắm thật nhiều cờ để tuyên truyền rằng họ đang chiếm được đất đai. Một chiếc máy bay trực thăng chở đại tá Nguyễn Trọng Bảo, tham mưu phó sư đoàn dù và 8 sĩ quan đi tham mưu đốc thúc việc cắm cờ đã tử trận khi bị một trận địa súng máy 12 ly 7 của quân giải phóng tiêu diệt ngay tại thị xã Quảng Trị. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, một đội biệt kích đột nhập vào phía đông thành cổ, men theo các đường cống thoát nước để leo lên thành cổ, định cắm cờ và chụp ảnh để tuyên truyền. Thế nhưng chưa kịp cắm thì bị một đại đội quân giải phóng phát hiện và tiêu diệt tại chỗ. Một mũi đột kích sâu khác của sư đoàn dù cũng bị đẩy lùi. Việt Nam Cộng Hòa vẫn không tài nào thay đổi được tình hình. Như vậy, ý định của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là tái chiếm lại thị xã Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại hội nghị Paris đã không thực hiện được. Thương vong mỗi bên lên tới hàng nghìn người. Sau 10 ngày liên tục tấn công thị xã, sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa chịu tổn thất lớn. Ngày 14 tháng 7, sư dù và sư đoàn thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tấn công đợt 2 nhằm chiếm thị xã trước ngày 18 tháng 7 và cùng lắm là phải trước ngày 27 tháng 7. Ngô Quang Trưởng dồn toàn bộ lực lượng mạnh nhất cho đợt tấn công này. Hai lữ đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù tràn lên đánh chiếm toàn bộ các chốt của quân giải phóng ở thị xã Quảng Trị. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hình thành thế bao vây ba mặt quanh thị xã nhưng vẫn chưa vào được nội đô. Phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đã có những trận hiệp đồng binh chủng cực kỳ dữ dội với xe tăng, pháo binh và cả không quân ném bom. Phía quân giải phóng, ngoài bộ binh thì chỉ có một vài đơn vị pháo binh lẻ tẻ với đạn dược thiếu thốn đã không thể chống nổi trước hỏa lực mạnh mẽ của đối phương và buộc phải bỏ lại nhiều chốt đã chiếm được trong giai đoạn 1, sau đó rút lui sâu vào trong thành cổ và thị xã để cố thủ. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7, Việt Nam Cộng Hòa tung hết các đơn vị dự bị cuối cùng vào trận đánh, thế nhưng vẫn không thể nào chiếm được thị xã. Tiểu đoàn biệt kích dù 27 tiến sát góc đông nam thành cổ, nhiều lần định lao lên cắm cờ trên tường thành, nhưng đều bị trung đoàn 48 quân giải phóng đẩy lùi. Hai bên tổn thất lớn về sinh mạng. Ngày 27 tháng 7, thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đổ thêm 2 tiểu đoàn xuống huyện Triệu Phong để cắt đường tiếp tế. Đồng thời, hỏa lực không quân và pháo binh dựng thành hàng rào lửa phía sông Thạch Hãn để ngăn chặn việc tiếp tế của quân giải phóng. Những cuộc đọ súng ác liệt bên trong thị xã khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa chịu thiệt hại rất nặng mà không tài nào đẩy lùi được đối phương ra khỏi trận địa chính. Trận chiến trong thị xã. Ngày 28 tháng 7, thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị và thành cổ đã hết. Tướng Ngô Quang Trưởng quyết định rút sư đoàn dù, chỉ giữ lại các sư đoàn thủy quân lục chiến tiếp tục đánh thị xã Quảng Trị. Phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tuy giảm tần suất oanh tạc nhưng tăng tần suất pháo kích bằng tất cả các loại pháo khác nhau. Nhiều thời điểm, cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa pháo kích liên tục từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, chưa kể các đợt pháo kích trong đêm. Để tìm kiếm quân giải phóng,
không lực Hoa Kỳ sử dụng các loại chiến đấu cơ L-19, OV-10 để trinh sát. Sau khi tìm tới trận địa của quân giải phóng, lực lượng máy bay trinh sát này sẽ thả pháo khói xuống các mục tiêu để các loại cường kích, pháo binh tấn công vào mục tiêu. Tiếng pháo và bom nổ suốt ngày đêm không ngớt. Lúc này, trận chiến diễn ra trong mùa mưa khiến cho các đơn vị quân giải phóng phải chiến đấu trong điều kiện rất khó khăn. Khi bên ngoài là bóng đêm và hỏa lực của đối phương, bên trong là những căn hầm ngập nước khiến cho nguy cơ các vết thương bị nhiễm trùng tăng lên. Hai bên giao tranh với một tinh thần không khoan nhượng, không khí chiến trường trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Các đơn vị quân giải phóng được tung vào đây đều là những đơn vị tinh nhuệ nhất, thế nên dù gặp phải những điều kiện khó khăn nhưng vẫn chiến đấu rất ngoan cường. Trong vòng hơn 2 tháng, Trung đoàn 88 chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực Tây Nam thành cổ đã đánh tới 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 1.670 binh lính đối phương, bắn cháy 16 xe tăng. Ngày 23 tháng 8, chỉ với vài chục tay súng, lực lượng quân giải phóng ở phía cổng Tây của thành cổ đã đẩy lùi được một đại đội thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Tại Bến Vượt, nơi chuyển quân giữa hai bờ Thạch Hãn, cũng là nơi hứng chịu nhiều trận pháo kích nhất. Khúc sông ở Bến Vượt chính là nguồn tiếp vận duy nhất của quân giải phóng trong thành cổ khi mà toàn bộ các cây cầu bị đối phương phá hủy. Thế trận thực sự nghiêng về phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa khi họ kiểm soát được cả ba mặt của thành cổ lẫn như việc kiểm soát được trên không. Thế nhưng quân giải phóng thì vẫn giữ được thành cổ trong suốt 3 tháng. Vào cuối tháng 8, hỏa lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại được Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường. Hai bên giành nhau từng mét đất. Cho tới hết tháng 8 năm 1972, các chốt bên trong thành cổ và một vài chốt ở thị xã Quảng Trị vẫn được quân giải phóng giữ vững, thậm chí còn tổ chức các trận tập kích ban đêm sang doanh trại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu suy kiệt vì liên tục bị quân giải phóng tập kích ban đêm. Tới trung tuần tháng 9, cả hai bên lúc này đều gồng mình khiến cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt. Ngày 7 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến công đợt thứ 6, mở đầu bằng một đòn tập kích hỏa lực mang tên Phong Lôi 2. Không quân, hải quân Hoa Kỳ, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa bắn suốt 2 ngày liền không nghỉ vào các trận địa của quân giải phóng, tập trung đánh vào khu thành cổ, các trận địa pháo, các bến vượt sông và những tuyến đường chi viện. Sau 2 ngày pháo kích liên tục, ngày 9 tháng 9, quân Việt Nam Cộng Hòa tiến công từ 3 hướng vào thị xã. Họ tập trung xe tăng, xe thiết giáp, súng phun lửa để tái chiếm thành cổ, đồng thời cũng chia quân tiến công khu La Vang, Tích Tưởng, Như Lệ để chặn quân chủ lực của sư đoàn 308 phản kích từ hướng này. Liên đoàn 1 biệt động quân cũng tiến công khu Bích Khê, Lại Cửu để chặn sư đoàn 320 về ứng cứu. Thế nhưng, rốt cuộc thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn không tài nào chiếm được thành cổ cũng như toàn bộ thị xã Quảng Trị. Trong 3 ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục lấn rũi mạnh từ hướng Nam, Đông Nam. Nhiều toán quân nhảy vào thành nhưng đều bị quân giải phóng tiêu diệt. Quanh thành cổ, dưới hào nước, xác chết nằm rải rác. Ngô Quang Trưởng tiếp tục bổ sung cho chiến trường thêm 2 sư đoàn từ Huế để tổ chức tấn công trực diện thành cổ, thể hiện quyết tâm chiếm bằng được nơi này. Ngày 13 tháng 9 năm 1972, trời mưa to, lũ lớn. Lúc này, hậu cứ của quân giải phóng không thể chuyển được thêm quân, nhu yếu phẩm và vũ khí đạn dược cho thị xã nữa. Thế nhưng, quân giải phóng ở bên trong thành thì vẫn chiến đấu đến cùng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau 4 ngày liên tục thì vẫn chưa chiếm được thành. Thế nhưng, cũng đã áp sát được 3 góc thành cổ là góc Đông Nam, góc Nam và góc Đông Bắc. Quân Việt Nam Cộng Hòa một lần nữa lại ùa vào thành, thế nhưng quân giải phóng ở bên trong thì vẫn kiên cường chống trả. Cũng trong ngày 13 tháng 9, quân Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiếm được nhiều căn cứ quan trọng ở trong thị xã Quảng Trị. Việc không thể đưa được xe tăng và pháo binh vào trận địa đã khiến quân giải phóng chịu nhiều thua thiệt và thương vong. Ngày 14 tháng 9 năm 1972, sau khi dùng xe tăng phun lửa dữ dội vào các chốt phòng thủ, quân Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào trong thành. Tiểu đoàn K3 chỉ còn gần 20 tay súng, quyết tâm thực hiện lời thề danh dự. K3 Tam Đảo còn, thành cổ Quảng Trị còn. Với B-40, B-41, đều đạn đã nổ súng đánh trả quyết liệt vào đội hình của thủy quân đồng chiến, khiến họ phải rút chạy. 2 giờ chiều, một toán khác đánh vào thành từ góc Đông Nam liền bị các tay súng của đại đội 9 quân giải phóng đánh bật ra. Đến 18 giờ, lợi dụng lúc trời chạm vạng tối, từ 3 góc, thủy quân đồng chiến lại tiếp tục mở đợt tấn công dữ dội vào thành. Được sự chi viện từ tiểu đoàn K8, tiểu đoàn K3 vẫn chiến đấu ngoan cường và một lần nữa đánh bật được quân Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi thành. 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa tập trung lực lượng tổng công kích từ cả 3 hướng. Được sự chi viện tối đa hỏa lực của không quân, pháo binh, xe tăng, súng phun lửa các loại. Lúc này, thì viện binh quân giải phóng vẫn chưa thể vượt sông chi viện được
vì bị B-52 đánh phá ác liệt. Các chốt quân giải phóng còn lại tiếp tục chiến đấu, dù ai cũng đã gần kiệt sức, quân số thì bị thương vong rất nhiều. Đêm ngày 15 tháng 9, các chỉ huy của quân giải phóng bên trong thành nắm được chỉ thị. Việc giữ thành cổ đã đạt được mục đích trên bàn đàm phán nên đã thống nhất ra lệnh rút khỏi thị xã và thành cổ. Sáng ngày 16 tháng 9, các đơn vị tiểu quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt xung phong. Những tổ kháng cự cuối cùng của quân giải phóng đã chống trả mãnh liệt nhằm giữ chân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đồng đội rút lui. Trong trận chiến này, Hoa Kỳ đã ném xuống Quảng Trị khoảng 328.000 tấn bom, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima năm 1945, đã phá hủy hoàn toàn 10.000 ngôi nhà và tòa thành cổ. Trên đây là toàn bộ diễn biến của trận tử chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Nơi đây, mỗi tấc đất đều có dấu ấn của máu thịt các anh. Mỗi ngọn cỏ đều ghi lại những ngày tháng chiến đấu ác liệt để bảo vệ thành cổ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Ở phần trước, chúng ta đã cùng trải qua 81 ngày đêm khói lửa bảo vệ thành cổ, một trận đánh lưu danh sử sách của quân giải phóng. Trong phần 4 này, chúng ta cùng đến với những diễn biến cuối cùng của chiến dịch, những nỗ lực cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ nhằm tái chiếm lại Quảng Trị. Những diễn biến sau trận bảo vệ thành cổ. Ngày 11 tháng 9, cố vấn Kissinger chấp nhận phương án ngừng bắn, rút quân Mỹ và chính quyền Thiệu thì vẫn sẽ tiếp tục tồn tại cho tới khi tổ chức tổng tuyển cử ở miền Nam. Phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Paris đã ngồi vào bàn đàm phán với vốn liếng là nửa bắc tỉnh Quảng Trị. Các vùng kiểm soát mới giành được trước đó ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì đều là các địa bàn chiến lược. Và việc quân giải phóng vẫn sẵn sàng giao chiến tiếp khiến tới ngày 8 tháng 10, phái đoàn của Hoa Kỳ phải chấp nhận giải pháp 10 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ được rời khỏi chiến trường trong danh dự. Lính Mỹ sẽ phải rút khỏi Việt Nam. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ giúp Hoa Kỳ trong vấn đề tù binh Mỹ do lực lượng Pathet Lào giam giữ. Như vậy, kết quả quan trọng nhất đạt được. Lúc này, Bộ Tư lệnh Chiến dịch bắt đầu tính đến việc rút quân. Một phần vì mục tiêu chiến lược đã đạt được và một phần vì lực lượng đã bị tổn thất nặng nề, cũng không có khả năng chi viện và giữ được thị xã Quảng Trị cũng như thành cổ nữa. Ngày 16 tháng 9, quân giải phóng bắt đầu tiến hành rút quân. Rất nhiều các đơn vị quân giải phóng tổn thất nặng nề trong trận này, đặc biệt là Trung đoàn 27 với Trung đoàn trưởng sau này là Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu là đơn vị cố thủ rút cuối cùng. Ngoài ra thì vẫn còn nhiều đơn vị khác bị xóa sổ hoặc bị thiệt hại nặng tới 80% quân số. Thương vong phía quân giải phóng không có con số cụ thể, ước tính từ 4.000 tới 10.000 người. Phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa tuy chiếm được thành cổ, thế nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Kế hoạch chiếm thị xã trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại hội nghị Paris đã không thực hiện được mà còn phải mất tới 5 lần thời gian định trước. Để chiếm lại thành cổ, chỉ riêng sư đoàn thủy quân lục chiến có tới 3.658 binh sĩ tử trận, chiếm 25% tổng quân số, với tổng thương vong là hơn 5.000, chiếm 38% quân số. Các đơn vị dù cũng thiệt hại nặng tương đương. Tổng quân số tử trận ở các đơn vị là 7.756 người, số bị thương khoảng vài ngàn nữa. Thiệt hại lớn của các đơn vị tinh nhuệ này khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không đủ sức để tiếp tục tiến lên phía Bắc. Các chiến dịch Lam Sơn 72A và các cuộc hành quân sóng thần để tái chiếm bờ Bắc Thạch Hãn nhanh chóng bị quân giải phóng đánh bại. Hai bên quay về giữ thế giằng co cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1 năm 1973. Tuy để mất Quảng Trị và thành cổ, thế nhưng quân giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn giữ được một loạt các căn cứ làm bàn đạp như Tích Tường, Như Lệ, Phước Buôn ở phía Tây và Bích La, An Lộng, Chợ Sãi, Nại Cửu, Long Quang ở phía Đông. Ngoài ra, sư đoàn 324 vẫn chiếm được các vị trí cực Tây Quảng Trị. Đây là những mục tiêu mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp tục tìm cách giành lại bằng các chiến dịch trong giai đoạn sau. Thế nhưng, các chiến dịch này thì đều bị quân giải phóng bẻ gãy cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết. Giai đoạn 3, trận chiến ở bờ Bắc sông Thạch Hãn. Sau khi rút khỏi khu vực thị xã và thành cổ Quảng Trị, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương yêu cầu Bộ Chỉ huy chiến dịch nhanh chóng hình thành cách đánh mới nhằm bảo đảm giữ vững thế trận, đồng thời phải có phương án bố trí hệ thống trận địa phòng giữ hậu phương trực tiếp chiến dịch, đặc biệt là khu vực Ái Tử, Đông Hà, Cửa Việt. Đây là ba căn cứ cực kỳ quan trọng, cùng với thị xã Quảng Trị có thể kiểm soát toàn bộ tình hình và những tuyến đường huyết mạch xuyên qua Quảng Trị. Bên cạnh đó, quan trọng hơn cả là vấn đề nhân lực. Bộ Chỉ huy chiến dịch cần có phương án luân phiên tác chiến, tránh để tình trạng chiến đấu trong điều kiện thương vong và thiếu thốn, gấp rút đưa lần lượt các đơn vị cũ ra phía sau để củng cố và đưa lực lượng mới vào ứng chiến. Đây cũng là giai đoạn mà phía quân giải phóng thay đổi mục tiêu chiến đấu. Thay vì tấn công và đánh lấn như giai đoạn 1 và giai đoạn 2, thì sang giai đoạn 3,
quân giải phóng chủ yếu chuyển về thế phòng ngự, giữ vững thế trận. Việc thay đổi thế trận tác chiến cũng giúp quân giải phóng huy động được hỏa lực tối đa từ cơ giới như pháo binh và tăng thiết giáp. Từ cuối tháng 9 cho đến giữa tháng 10 năm 1972, quân giải phóng đã hình thành 3 khu vực phòng ngự cơ bản. Khu vực phía đông do sư đoàn 320 phụ trách, gồm Triệu Phong, Do Linh. Khu vực phía tây do sư đoàn 308 và 304 đảm nhiệm, bao gồm phía tây đường số 1, từ Bắc Mỹ Chánh đến Nam Thạch Hãn. Khu giữa, khu phòng ngự chủ yếu, gồm phía tả ngạn sông Thạch Hãn, từ Nhan Biều, Ái Tử, Phượng Hoàng đến Đông Hà, Cam Lộ, do sư đoàn 325 đảm nhiệm. Các khu vực, các hướng hợp thành hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh, vững chắc. Tướng Lê Trọng Tấn lúc này được điều vào tiếp tục chỉ huy mặt trận, thay cho tướng Trần Quý II làm tư lệnh mặt trận B5. Sau khi tái chiếm được thành cổ Quảng Trị, lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị hao tổn lớn, phải mất tới 3 tháng bổ sung lực lượng và phương tiện chiến đấu. Thế nhưng, do bị thúc ép về chính trị từ kết quả từ cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa vẫn phải tiếp tục tập trung lực lượng, gấp rút hoàn chỉnh phương án hòng vượt sông Thạch Hãn đánh chiếm tiếp Ái Tử, Đông Hà nhằm mục đích lấy lại toàn bộ tỉnh Quảng Trị, khôi phục lại tuyến phòng thủ đường 9 như trước ngày 30 tháng 3 năm 1972. Bằng cuộc hành quân mang tên Lam Sơn 72A với lực lượng chủ yếu là sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn dù, từ nửa cuối tháng 9 năm 1972, Việt Nam Cộng Hòa đẩy mạnh nỗ lực quân sự trên hai hướng là Đông và Tây, hòng mở rộng bàn đạp để tiến lên khu vực Ái Tử, Đông Hà. Kế hoạch tiến quân của Ngô Quang Trưởng như sau: ở hướng Đông, sư đoàn thủy quân lục chiến tiến công các mục tiêu như An Lộng, An Hòa, Bích La, Cửa Việt. Trên hướng Tây, sư đoàn dù tiến chiếm điểm cao 367, điểm cao Đông Ông Do và tuyến Nam sông Thạch Hãn, khu vực tích tường như Lệ, Đá Đứng. Ngày 1 tháng 11 năm 1972, nhận được tin tức tình báo, Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 truyền lệnh khẩn cho sư đoàn 325 rằng quân Việt Nam Cộng Hòa có ý định vượt sông Thạch Hãn, tấn công Nhan Biều, Ái Tử. 4 giờ sáng ngày hôm sau, tức ngày 2 tháng 11, đã có hai đại đội và cơ quan chỉ huy của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa vượt sang bờ Tây sông, đang triển khai đội hình trước chính diện phòng ngự của tiểu đoàn 8, trung đoàn 18 quân giải phóng. 5 giờ sáng, các trận địa pháo của Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa ở La Vang, thị xã Quảng Trị và pháo hạm từ biển bắn hàng nghìn quả đạn vào khu vực phòng ngự của trung đoàn 18, tập trung chủ yếu vào trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8 ở Nhan Biều. Không quân Hoa Kỳ dùng máy bay phản lực ném bom xuống khu vực Ái Tử và phía sau làng Nhan Biều. Máy bay B-52 thì giải hai đợt vào dọc sông Lai Phước. Rõ ràng, quyết tâm của phía Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ là không hề suy giảm. Họ đã chuẩn bị kỹ càng như muốn nuốt chọn đơn vị trung đoàn 18 đang đóng quân tại đây. 8 giờ sáng ngày 2 tháng 11, sau khi pháo kích vào anh kích dữ dội vài giờ đồng hồ, bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tiến công gồm 3 mũi. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, thế nhưng do có tin báo từ trước, trung đoàn 18 đã có sự chuẩn bị và bố trí lực lượng cẩn thận, né được hầu hết các đợt pháo kích của đối phương. Sau gần 20 phút chiến đấu, các đơn vị thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa bị đánh thiệt hại nặng. Quân Việt Nam Cộng Hòa phải lui về củng cố và yêu cầu pháo binh cũng như không quân tiếp tục đánh phá. Sau khi pháo binh và không quân quần thảo vài tiếng, quân Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục tổ chức hai đợt xung phong nữa, thế nhưng đều bị bẻ gãy. Đến khoảng 10 giờ trưa, số quân còn lại phải co cụm thành hai cụm ven sông, mỗi cụm khoảng 40 lính chống cự và chờ quân phía sau vượt sông tăng viện. Khoảng 10 giờ 30 phút, trung đoàn 18 quân giải phóng giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 8 tổ chức phản kích. Sau gần 20 phút đã tiêu diệt gần hết số quân đang co cụm. Quân Việt Nam Cộng Hòa còn lại khoảng 30 lính cố gắng chống cự, thế nhưng đến sáng ngày 3 tháng 11 thì cũng bị tiêu diệt nốt. Như vậy, sau 2 ngày chiến đấu, lực lượng vượt sông gồm 2 đại đội và ban chỉ huy tiểu đoàn 6 thuộc lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến, trong đó có tiểu đoàn trưởng đều bị tiêu diệt. Tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến bị xóa sổ, 5 tàu thuyền, 5 xe tăng bọc thép, 8 mô tô bên bờ hữu ngạn sông bị bắn cháy. Cuộc hành quân sóng thần 9 đã thất bại. Ở các hướng tiến quân khác, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không tiến lên được. Bờ bắc sông Thạch Hãn đơn giản là địa bàn tung hành của pháo binh quân giải phóng. Với lợi thế về phòng ngự cũng như chi viện dồi dào, pháo binh quân giải phóng đã thể hiện được sức mạnh vốn có và đánh lui được toàn bộ các đợt phản kích của Việt Nam Cộng Hòa. Những cuộc hành quân sóng thần. Giữa tháng 11 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục nỗ lực tiến công quân sự. Lúc này, Việt Nam Cộng Hòa dồn sức tiến công sang hướng Thứ Hiếu. Trong cuộc hành quân mang tên sóng thần 36, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tập trung phi pháo với mật độ cao, cùng có 50 lần máy bay cường kích, 18 phi vụ B-52 và 3.000 cho đến 4.000 quả đạn pháo mỗi ngày đánh phá khu vực Long Quang, Thanh Hội. Việt Nam Cộng Hòa sử dụng tới 3 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ có thiết giáp và xe tăng M48 Patton yểm trợ liên tiếp các đợt tấn công vào các vị trí phòng ngự của quân giải phóng ở khu vực Long Quang, Thanh Hội.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Chiến dịch lệnh cho Trung đoàn 48 vượt sông sang bờ nam sông Thạch Hãn cùng với lực lượng ở đây chặn đứng cuộc hành quân. Trung đoàn 48 là đơn vị chính chiến đấu và giữ thành cổ 81 ngày đêm ở giai đoạn 2. Chiến sự ở khu vực bờ nam Thạch Hãn diễn ra ác liệt. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến không vượt qua được các chốt Long Quang, Thanh Hội. Trong trận này, các sư đoàn thủy quân lục chiến bị tổn thất nặng, thương vong tới 3.200 binh sĩ, mất 49 xe tăng và xe bọc thép và 16 trực thăng. Mặc dù bị thiệt hại lớn, thế nhưng Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn quyết tâm tìm kiếm một thắng lợi quân sự. Từ ngày 15 tháng 12, Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc hành quân sóng thần 45 đánh ra khu vực cửa Việt. Cửa Việt là một căn cứ cực kỳ quan trọng. Lần này, Việt Nam Cộng Hòa huy động một lực lượng quân sự và xe pháo lớn tham chiến, bao gồm có 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 3 chi đoàn xe tăng thiết giáp, 15 đại đội bảo an theo hướng Linh An tiến ra cửa Việt. Đương đầu với lực lượng tiến công này, sư đoàn 320 trong vòng 11 ngày từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 12 đã chiến đấu quyết liệt, chặn đánh tiêu hao khiến Việt Nam Cộng Hòa buộc phải chấm dứt cuộc hành quân. Cho đến trước ngày ký hiệp định Paris, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn mở cuộc hành quân sóng thần thứ 18 từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 1973 đánh ra cửa Việt. Thế nhưng, cũng như các cuộc hành quân mang tên sóng thần trước đó, một lần nữa lại thất bại. Trận cửa Việt, vòng cung quốc của Việt Nam. Ý đồ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khởi trận cửa Việt nhằm chiếm giữ khu cảng quan trọng, chốt giữ cửa sông Thạch Hãn, đẩy các đơn vị quân giải phóng đóng ở khu vực bắc sông Thạch Hãn vào tình trạng khó khăn về hậu cần, tiếp vận. Mặt khác, cửa Việt có thể được tổ chức thành bàn đạp có giá trị quân sự quan trọng, phối hợp được lục quân và hải quân để tấn công chiếm lại phần đất ở bắc Thạch Hãn, hoàn thành toàn bộ kế hoạch hành quân Lam Sơn 72. Đối với quân giải phóng, cửa Việt cũng là bàn đạp để phát triển tấn công sau này, là căn cứ trung chuyển hậu cần trọng yếu cho các đơn vị đóng ở phía đông phòng tuyến Thạch Hãn. Trận đánh ở cảng cửa Việt xứng đáng được xem là trận vòng cung quốc của binh chủng tăng thiết giáp quân giải phóng trong chiến tranh Việt Nam, khi đây là trận đấu tăng lớn nhất lịch sử quân sự Việt Nam. Sở dĩ xem trận cửa Việt là vòng cung quốc trong chiến tranh Việt Nam là vì quy mô cũng như ý nghĩa chiến lược của trận đánh này đối với cục diện chiến trường miền Nam Việt Nam trong năm 1973, khi mà Hiệp định Paris chuẩn bị được ký kết. Hiệp định Paris nêu rõ, các bên đang ở đâu thì ở nguyên vị trí. Điều này đồng nghĩa với việc phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ nghiễm nhiên có được cảng cửa Việt, miễn là họ chiếm được cảng này và giữ vững được nó tới khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Tung vào trận đánh này, phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa sử dụng nhiều lực lượng đặc biệt thiện chiến, bao gồm có 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 4 đại đội tăng cường cùng với thiết đoàn chiến xa 20 và các xe tăng M48 Patton, thiết đoàn kỵ binh số 7, số 17 và các xe tăng M41 và thiết giáp M113. Về phía quân giải phóng, có 2 trung đoàn chủ lực phòng thủ và một vài đơn vị đặc công hải quân. Đặc biệt, trận đánh này, phía quân giải phóng có sử dụng 1 tiểu đoàn pháo chống tăng 85 ly và 1 tiểu đoàn trang bị tên lửa chống tăng AT-3 Sager, tên lửa B-72 để đối đầu với một lực lượng xe tăng cực kỳ đông đảo của đối phương. Sau màn chào hỏi với 70 lượt oanh tạc bằng B-52 và 60.000 viên đạn pháo các loại nhắm vào phía Vĩnh Hòa, Thanh Hội, cửa Việt, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tiến quân theo 3 mũi và tiến đánh dồn dập vào các vị trí của quân giải phóng. Các đơn vị thủy quân lục chiến thay đổi hẳn cách đánh so với Lam Sơn 72, không tấn công vỗ mặt mà luồn qua các chốt của quân giải phóng để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu là cảng cửa Việt. Lợi dụng sự mất cảnh giác của một số đơn vị trinh sát quân giải phóng, 23 giờ ngày 27 tháng 1, lữ đoàn đặc nhiệm đã tiếp cận được cảng cửa Việt. Đến 1 giờ ngày 28 tháng 1, Bộ Tư lệnh B5 mới biết tin và ngay lập tức điều trung đoàn 101 và 5 xe tăng đánh vào sườn lữ đoàn đặc nhiệm, bắn cháy 8 xe tăng của thiết đoàn 17. Thế nhưng không ngăn được các tiểu đoàn 2 và 5 lữ đoàn đặc nhiệm tiến về cảng cửa Việt và hình thành tới 3 cụm quân bao vây cảng. Rạng sáng ngày 28 tháng 1, Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 tiếp tục điều thêm 5 tiểu đoàn tăng viện cho lực lượng giữ cửa Việt. Đến trưa ngày 28 tháng 1, B5 tiếp tục điều trung đoàn 24 và 1 đại đội xe tăng tấn công phía sau cánh quân của lữ đoàn đặc nhiệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân giải phóng vừa tác chiến, vừa phòng thủ một cách khôn ngoan, vừa đảm bảo các đòn đánh không vi phạm Hiệp định Paris sắp có hiệu lực. Đặc biệt, tiểu đoàn trang bị tên lửa chống tăng AT-3 Sager của quân giải phóng đã khiến cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa khiếp đảm. Quân Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những kíp lái xe tăng, đều hoang mang trước loại tên lửa có khả năng ngửi mùi xe tăng địch mà phía quân giải phóng mới triển khai tới mặt trận. Ngày 30 tháng 1, quân giải phóng nổ súng phản công, nhưng các hướng thì không phù hợp được với nhau nên bị lữ đoàn đặc nhiệm và lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến đẩy lùi. Ngày 31 tháng 1, quân giải phóng tổ chức tổng công kích đồng loạt vào 5 cụm quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 8 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 1, 3 cụm quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở cảng bị tiêu diệt. 2 cụm quân còn lại rút chạy về Mỹ Thủy.
tuyến phòng thủ Vĩnh Hòa, Thanh Hội, Long Quang, Chợ Sãi của B5 được khôi phục. Cuộc hành quân Tango City không thu được kết quả nào. Tới lúc này, quân Việt Nam Cộng Hòa chính thức ngừng bắn, tức là 3 ngày sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Kết thúc trận cửa Việt, phía Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại khoảng 113 xe tăng và xe thiết giáp, khoảng 2.500 quân bị thương vong. Cũng chính tại đây, loại xe tăng M48 Patton của Mỹ đã bộc lộ quá nhiều yếu điểm khi bị các xe tăng hạng nhẹ của quân giải phóng cũng như các chiến thuật tác chiến chống tăng triệt hạ một cách dễ dàng. Cái giá của chiến dịch Trị Thiên 1972. Đây là lần đầu tiên mà quân giải phóng tiến hành thắng lợi một chiến dịch tiến công binh chủng hợp thành quy mô lớn, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực, phương tiện chiến tranh của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, tiêu diệt nhiều trung đoàn, đánh quỵ một sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa, chiếm hoàn toàn một tỉnh. Trong giai đoạn sau, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa huy động một lực lượng lớn để dễ phản công, đặc biệt là Mỹ huy động không quân đánh phá cực kỳ ác liệt. Thiệt hại về quân số của cả hai bên là rất lớn. Phía quân giải phóng có tới 14.000 chiến sĩ hy sinh, hàng vạn người khác bị thương. Phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chết và bị thương tổng cộng khoảng 30.000 quân, bị kiệt sức và không chiếm lại được Đông Hà cũng như cửa Việt. Về quân sự, quân giải phóng miền Nam Việt Nam cũng nhanh chóng tận dụng được những gì vừa giành được trong chiến dịch. Họ lập tức bắt đầu mở rộng các hành lang hậu cần từ Lào và Campuchia vào miền Nam Việt Nam. Các cơ sở tại cửa Việt và Đông Hà nhanh chóng được mở rộng. Trong vòng 1 năm, tạo điều kiện để hơn 20% hàng hóa chuyển vào cho chiến trường miền Nam được đi qua đây. Sau 1 năm trời chiến đấu ở cả 3 chiến trường chính và những hướng phối hợp cùng với cả 3 mặt trận là chính trị, quân sự, ngoại giao để đi đến lệnh ngừng bắn vào tháng 1 năm 1973. Quân đội Hoa Kỳ phải rút về nước, trong khi quy chế về quân đội nhân dân Việt Nam thì không được đề cập trong hiệp định. Điều này được xem là một thắng lợi lớn của phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phần 4 cũng là phần cuối cùng trong series chiến dịch Trị Thiên 1972. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong series này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Subscribe chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tin mình ra trong tương lai nhé. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Nếu quan tâm tới các vấn đề về lịch sử và địa chính trị của thế giới, các bạn hãy ghé và ủng hộ kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới nhé. Còn nếu các bạn đam mê kinh doanh thì bạn sẽ không thể bỏ qua kênh Battle Cry Tương Trường Kỳ Chuyện, nơi có những câu chuyện về kinh doanh vô cùng thú vị mà chắc chắn là bạn sẽ thích. Đường link của cả fanpage và hai kênh YouTube team mình có gắn ở phần mô tả và top comment của video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.